Quý cô bác, anh chị thân mến, mình được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp dự hóa lành, gặp hung hóa cát, tài lộc nở hoa, tình tiền viên mãn, giàu sang phú quý tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, mùng 1 kêu trời, mùng 10 Phật thương, tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Vận số đã đến giờ vàng, đã điểm vào giàu sang chạm nóc trong tháng 6 âm lịch 2024. Thưa quý mệnh chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960 thân mến, có lẽ vì được sinh ra trong cái thời gian đất nước chưa phát triển Internet hay còn ban sơ, nên cái thế giới quan nhân sinh quan của Canh Tý nó vẫn còn đẹp lắm, còn theo đuổi những giá trị chân thiện mỹ nhiều lắm, là một Canh Tý sẽ rất dễ dàng bén duyên với những chân lý của đạo đời, với những giáo lý của sự buông bỏ chấp nhận nhân quả trong đời. Nhưng mong cô bác anh chị hiểu trước khi làm tu sĩ cần phải là chiến sĩ, một chiến binh can trường làm tròn toàn bộ những trách nhiệm trên đường hồng trần. Sau đó mới là câu chuyện buông bỏ tu tập dài lâu, đừng nghĩ ta tranh tức là ta sai, hay ta tham vọng tức là ta tham lam. Cái gì xứng với sức lao động của bản thân, tức là cái Canh Tý ta đáng được hưởng. Mong cô bác anh chị sống một đoạn rực rỡ, tận dụng hết khả năng của mình, xây được một nền tảng mà an ổn cho cuộc sống lâu dài. Hoặc chí giả có thể Canh Tý sẽ chẳng muốn cố gắng nhiều đến thế, nhưng thời thế sẽ có cách để ép cô bác anh chị phải chuyển động vào guồng, nên thay vì bị ép hãy chủ động nhiều hơn, hãy cứ làm khi còn có thể, cứ nắm lấy cơ hội nếu thấy tiềm năng, có trí tuệ, có kiến thức, có tư duy, có tầm nhìn, là để sử dụng không phải để hời hợt khiến uổng phí nhiều khi. Thưa quý mệnh chủ, chúng tôi biết chúng tôi không phải thần thánh không cho cô bác anh chị được vàng bạc tài lộc giàu sang. Nhưng chúng tôi có thể luận giải những việc sẽ xảy ra trong tháng 6 âm lịch này để giúp cô bác cãi vận thay mệnh, xóa đi phiền muộn và giành lấy sự giàu có từ chính đôi bàn tay mình. Nếu nghe được đến dòng này, mời quý cô bác anh chị hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ra tín hiệu cho Minh Đường Tử Vi rằng cô bác anh chị vẫn còn hiện diện ở đây nhé. Tổng quan tuổi Canh Tý, sinh năm 1960. Tử Vi tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, tháng 6 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Người tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, là tuổi con chuột, thuộc mệnh thổ, bích thượng thổ, nghĩa là đất trên vách. Số của người tuổi Canh Tý rất hợp vào giờ lẻ, ngày lẻ và tháng chẵn. Mệnh chủ Canh Tý xuất hành đi xa hay thực hiện những công việc quan trọng vào thời điểm này sẽ giúp cho công việc được suôn sẻ, thuận lợi, không lo hao tổn tiền tài mà lại thu được nhiều thành quả như ý, đại cát, đại lợi. Người tuổi Canh Tý tài giỏi, hiểu biết, cuộc sống tuy có nhiều lo nghĩ nhưng tóm lại khá đầy đủ, hạnh phúc và an nhàn. Người tuổi Canh Tý sống thân thiện và chan hòa, lại hiểu biết sâu rộng nên được rất nhiều người kính trọng. Cả cuộc đời người tuổi Canh Tý phải trải qua nhiều thăng trầm, lúc lên lúc xuống, hay phải lo lắng, suy nghĩ về vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên khi về già, họ lại rất có vận may về con cái, sau hôn nhân cuộc sống vật chất và tinh thần được cải thiện lên rất nhiều. Bước sang tháng 6 âm lịch, năm Giáp Thìn cho thấy có nguyệt lệnh lâm đất tuyệt, dễ gây hao tài tốn của cho người tuổi Canh Tý. Nhìn chung thì tháng 6 năm 2024 này chính là khoảng thời gian khá khó khăn đối với người tuổi Canh Tý dưới tác động của cục diện tương hình. Bản mệnh phải trải qua nhiều thử thách, vì thế cần cổ vũ bản thân không bỏ cuộc giữa chừng, kẻo công lao từ trước đến nay đổ sông, đổ bể. Trên phương diện sự nghiệp, thực chất người tuổi Canh Tý là người có tầm nhìn xa, trông rộng, đoán được xu hướng phát triển của công việc. Song, bạn lại quá kiêu ngạo, nói năng không biết kiêng nể ai, nên thường làm mất lòng người khác. Chẳng ai có thể làm mọi việc một mình, nếu bị cô lập, thì dù có tài giỏi đến đâu, bạn làm việc gì cũng rất khó. Về tình hình tài chính cũng không có nhiều bước phát triển tích cực,
tháng này người tuổi Canh Tý thường vướng phải những chiêu trò cạnh tranh, chơi xấu của đối thủ, dễ gặp tiểu nhân ngáng trở nên các kế hoạch đặt ra thường gặp trục trặc. Thêm vào đó, bạn còn phải tốn thêm tiền cho sức khỏe cũng như các hoạt động xã giao để sửa chữa sai sót nên túi tiền chẳng được dư giả. May mắn là tử vi tháng 6 năm 2024 này, người tuổi Canh Tý về tình cảm có thể được coi là điểm sáng lạc quan trong vận trình của bản mệnh. Nhờ có các tinh thái âm cũng như ngũ hành tương sinh, bạn tìm được niềm an ủi, cổ vũ, động viên từ những người thân của mình. Người độc thân thậm chí nhận ra ai là người chân thành với mình sau khi trải qua những khó khăn trong việc tìm kiếm người tâm đầu ý hợp. Và sau đây là tổng quan vận trình tháng 6 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 cho người tuổi Canh Tý, sinh năm 1960. Tử vi tháng 6 tuổi Canh Tý âm lịch cho thấy vận trình sự nghiệp của bản mệnh tháng này thuận lợi. Khi mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn, bản mệnh thời gian này rất khiêm tốn và luôn lắng nghe ý kiến của mọi người để cải thiện chất lượng công việc cũng như cuộc sống. Bách Việt chủ đào hoa dự báo vận trình tình duyên rực rỡ của con giáp tuổi Canh Tý trong tháng 6 âm này. Tuy nhiên, mức độ vừa phải là đào hoa tốt. Thế nhưng với những ai đang có gia đình, thực ra lại là cám dỗ, bạn nên tránh xa, kẻo gây hại cho hạnh phúc gia đình mình nhé. Nguyệt lệnh trường sinh mang lại trái tim hòa ái, nhân hậu cho bản mệnh. Tháng này dù có chuyện gì xảy ra, cũng không làm bạn suy nghĩ nhiều khi bạn biết cho qua mọi chuyện. Hơn ai hết, bạn biết quản trị cảm xúc của mình để có thể tránh xa những suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng tới cuộc sống. Có nhiều việc lúc này, bản mệnh mới có đủ sự bình tĩnh để đánh giá một cách thấu đáo, thậm chí cả việc người khác đối xử không tốt với mình. Nhờ tư duy tích cực mà bạn cảm thấy đầu óc của mình rất minh mẫn, sáng suốt, nhờ thế mà các quyết định liên quan đến công việc cũng trở nên thuận lợi và tốt đẹp hơn. Cụ thể từng phương diện cuộc sống như sau. Về mặt sự nghiệp, tháng này, bản mệnh dồn hết tâm sức cho sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, nếu đặt công việc lên trên tình cảm và sức khỏe là điều không nên đâu, con giáp tuổi Canh Tý nhé. Nếu có thể, nên tìm giải pháp cân bằng hơn bằng việc lên kế hoạch, xác định thời gian cho từng việc. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn bày tỏ quan điểm cá nhân đối với đồng nghiệp trong công việc. Điều này sẽ mang lại những kết quả bất ngờ. Tam hội còn mang tới những cơ hội hợp tác thành công để bản mệnh cảm thấy tự tin hơn trong việc ký kết và cùng làm ăn với những người phù hợp, có chung mục tiêu và ý tưởng. Không chỉ có thế, việc tham gia một vài hoạt động ngoài trời sẽ giúp bạn lấy lại năng lượng. Biết đâu bạn sẽ nhận ra sức mạnh tiềm ẩn bấy lâu của mình. Trong công việc chuyên môn, bạn sẽ nhận được thử thách mới khá thú vị, một người đồng hành mới sẽ thắp sáng tâm trạng u ám của bạn ở thời điểm này. May mắn là tư duy của bạn cởi mở nên bạn sẵn sàng lắng nghe, cân nhắc thêm chứ không cố tình gạt đi nhanh chóng. Về mặt tài lộc, tử vi tháng 6 của 12 con giáp âm lịch. Lúc này, tuổi Canh Tý sẽ dành phần lớn thời gian để lên kế hoạch chi tiết cho những dự án cá nhân và kế hoạch quản lý tài chính. Bạn sẽ cần phải hạn chế nhu cầu mua sắm các xa xỉ phẩm vì đây là lúc các khoản tiết kiệm và đầu tư nên được ưu tiên. Bên cạnh đó, một vài cơ hội kiếm tiền sẽ đến, vậy nên đừng cho đi tài năng của mình một cách miễn phí. Những gì bạn nổi trội cũng đều có thể kiếm tiền, đừng xem đó là chuyện đương nhiên con giáp tuổi Canh Tý nhé. Thực thần ghé thăm mang lại cho bạn những buổi gặp gỡ ra tiền, cho dù đang ngồi ăn cũng nghĩ ra những ý tưởng hay ho để thực hiện. Những người bạn cũng có thể là bạn làm ăn trong tương lai nếu hai người cùng chung chí hướng. Về mặt tình cảm, gia đạo. Tử vi tháng 6 tuổi Canh Tý âm lịch cho thấy tháng này việc quản lý cảm xúc được xem là một trong những ưu tiên hàng đầu của bản mệnh. Trong trường hợp nếu phải bộc lộ cảm xúc của mình, bạn hãy cân nhắc và thật cẩn trọng. Tháng mới có dấu hiệu có lộc con cái, có lợi ích cho sự sinh nở. Nếu ai đang có kế hoạch bầu bí thì đây là thời điểm cực kỳ lý tưởng. Những lúc hai người xảy ra tranh cãi nho nhỏ thì bạn cũng nên dành thời gian để suy ngẫm lại những mong muốn của mình trong mối quan hệ tình cảm hiện tại. Điều gì khiến bạn trăn trở, hãy nhớ rằng bạn không nhất thiết phải tỏ ra quá mạnh mẽ. Việc chia sẻ suy nghĩ cùng đối phương sẽ giúp cả hai thấu hiểu và đồng cảm cùng nhau hơn rất nhiều. Về mặt sức khỏe, sức khỏe của bản mệnh tháng này không thực sự như ý, thời điểm dễ bị ho khan, khô mũi, khô da. Bạn nên thường xuyên bổ sung nước đủ cho cơ thể, đừng đợi khát mới uống. Ngoài ra, thời tiết này rất cần cấp ẩm cho da,
nên thường xuyên sử dụng giữ ẩm cho cả mặt và cơ thể. Đừng quên chống nắng cho dù có những ngày râm mát, khiến bạn chủ quan, nghĩ rằng không cần thiết. Có dấu hiệu của làm việc quá sức, vì khi bạn tập trung, dường như bạn không thể nào dứt ra khỏi công việc được. Hãy cho bản thân được nghỉ ngơi phù hợp để tái tạo năng lượng, đừng để kiệt sức bạn nhé. Nhị hắc nhập cung Đông Nam nhắc nhở người mệnh này cần chăm sóc sức khỏe nhiều hơn. Điềm báo phong thủy hàng ngày cho thấy sức khỏe của mệnh chủ không được tốt cho lắm, có thể sẽ mắc bệnh liên quan đến đường hô hấp. Và sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận dành riêng cho tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, trong tháng 6 âm lịch năm 2024. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 6 âm lịch. Công việc trên đà phát triển thuận lợi, xuất hiện đối tác mới, tiềm năng kinh tế vững mạnh, mang tới cơ hội tài chính béo bở cho bạn mệnh. Bạn cùng với đồng nghiệp bỗng trở nên gắn bó, đoàn kết với nhau, cùng nhau xây dựng tập thể vững mạnh để tạo ra những giá trị lớn về cả tiền bạc và tinh thần. Trong tuần, rất có thể bạn sẽ nhận được lời mời tham dự buổi họp hay hội nghị cấp cao nào đó. Đây là dịp tốt để bạn mở rộng các mối quan hệ, tạo nền tảng cho bước đường thăng tiến về sau này. Về cơ bản, thì đường tài lộc của con giáp này khá vượng, nhất là về khoảng thời gian cuối tuần. Cả chính tài và thiên tài đều xuất hiện, có lẽ đây chính là thời điểm bội thu của người tuổi Canh Tý, tiền bạc về nhà ào ào. Con giáp này cần phải có kế hoạch tài chính rõ ràng, xác định rõ mục tiêu và tiêu chí sử dụng tiền bạc, tránh để những lúc vung tay quá chán, làm tiền bạc tiêu tan. Công việc tuy còn không ít cát khí, được nhiều quý nhân giúp đỡ, nhưng vẫn không tránh khỏi sự công kích của tiểu nhân thương quan. Có điều, nhờ sự nỗ lực và may mắn của bản mệnh, nên điểm xấu cũng được giảm nhẹ đi rất nhiều, giúp bạn dễ thở hơn trong mối quan hệ nơi công sở. Người kinh doanh, buôn bán, có một tuần tất bật, mua may bán đắt, doanh thu cán mốc bất ngờ. Tuy nhiên, cần cẩn trọng khi hợp tác với người tuổi Dậu và Mùi để không xảy ra sự cố đáng tiếc. Xem tử vi tuần, vận trình của người tuổi Canh Tý có sự khởi sắc mạnh mẽ. Về phương diện tình cảm, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu gây bao sóng gió trong gia đình sẽ được xử lý ổn thỏa. Dù ở vai trò nào đi nữa, nếu bạn chủ động nhượng bộ, mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Ngọ, Mão. Tiểu nhân, Hợi, Tỵ. Màu sắc may mắn, tím, hồng. Con số phát tài, 89, 23, 67. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 6 âm lịch. Vận trình, công việc chuyển biến tích cực. Những ai còn chưa xác định được định hướng rõ ràng trong sự nghiệp thì tuần này là cơ hội tốt để bạn dành thời gian suy xét về vấn đề này. Thiên quý cát tinh khai thông đầu óc, giúp bạn nhanh chóng xác định được mục tiêu dài hạn trong tương lai. Với chủ doanh nghiệp, người kinh doanh, buôn bán, cần tận dụng sức mạnh hỗ trợ từ cát tinh thiên vượng để nhờ quý nhân tới giải quyết những khó khăn, vấn đề nan giải mà công ty đang gặp phải. Đồng thời cẩn thận đề phòng kẻ tiểu nhân hãm hại, nhất là những người tuổi Dần hoặc Tỵ. Đường tài lộc của con giáp này thì khá hơn nhiều, nhờ có quý nhân giải thần xuất hiện, trừ hung, diệt ách, giúp cho bản mệnh phát huy hết khả năng của mình. Cũng tạo thêm nhiều cơ hội để bản mệnh kiếm thêm thu nhập, cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ đều tăng tiến. Nhìn chung, vận trình tuần mới của người tuổi Canh Tý bình ổn, chưa có nhiều sự đột phá bất ngờ. Được thiên quý và thiên vượng cát tinh bao bọc, tình cảm lứa đôi phát triển thuận lợi, gia đình trong ấm ngoài êm, không hề xảy ra sóng gió lớn. Nếu có cũng chỉ là đôi ba câu tranh cãi, nhưng đâu lại vào đó, mọi thành viên trong nhà vẫn có sự gắn kết bền chặt với nhau. Bản mệnh nên nhớ, kiếm tiền quan trọng thật đấy, nhưng tình cảm gia đình còn quan trọng hơn. Bởi vậy, trong tuần bạn nên dành nhiều thời gian quan tâm tới họ hơn nữa, có thể sắp xếp một chuyến dã ngoại vào cuối tuần để thay đổi không khí cho cả nhà. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Mùi, Dậu. Tiểu nhân, Thân, Hợi. Màu sắc may mắn, tím, trắng. Con số phát tài, 89, 45, 22. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 6 âm lịch. Vận trình công việc hanh thông, bạn gặp được quý nhân giúp đỡ, các mối quan hệ xã giao hài hòa, được thiên quý cát tinh chiếu, mang người có quyền thế tới giúp, bạn gặt hái được không ít thành công lớn, trong tuần cứ nỗ lực đi ắt, có lúc gặt hái thành quả. Đặc biệt, vận trình tài lộc tăng tiến không ngừng, là điểm sáng trong tuần của người tuổi Canh Tý, cả chính tài và thiên tài đều rất hiền, là điềm báo cho thấy tiền bạc đang ùn ùn đổ về túi bản mệnh. Cơ may tài lộc đã đến, hãy cố gắng hết sức mình, nắm lấy vận may mà không phải ai cũng có điều này. Người làm công ăn lương cũng có thêm nhiều nguồn thu.
đặc biệt là nguồn thu chính tăng lên. Khi được chính tài dẫn đường, công sức bạn bỏ ra không hề nhỏ, mọi chuyện đều tự lực, tự cường, có ý thức và trách nhiệm trong công việc nên được đánh giá cao. Trong tuần, có sao dịch mã chiếu mệnh, người tuổi Canh Tý có khả năng phải đi công tác hoặc phải đi lại nhiều vì lý do công việc trong thời điểm này. Bôn ba vất vả ngược xuôi nhưng chưa chắc đã được như ý bởi tiểu nhân thiên quan vẫn đang án ngữ giữa vận trình sự nghiệp gây nhiều khó khăn và cản trở cho bạn mệnh. Bách Việt chủ mệnh đào hoa, báo hiệu đường tình duyên của bản mệnh khởi phát rõ ràng. Với những người đã có gia đình, tình cảm càng ngày càng thêm gắn kết, thời gian trôi qua không khiến cho tình yêu phai màu, mà càng thêm rực rỡ hơn, những kỷ niệm êm đềm trôi theo năm tháng, đôi lứa bên nhau chẳng gì có thể chia cách. Cẩm nang vượng, vận. Quý nhân, Sửu, Dần, tiểu nhân, Tuất, Tỵ, màu sắc may mắn, xám vàng, con số phát tài, 78, 56, 08. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến hết tháng 6 âm lịch. Xem tử vi tuần mới, vận trình của người tuổi Canh Tý có phần khởi sắc hơn so với tuần trước. Tuy nhiên, chỉ số hung vận và cát vận đan xen báo hiệu một tuần có thăng có trầm, có vui, có buồn, cần giữ tâm thái bình tĩnh trong mọi tình huống để không lạc quá sinh bi và ngược lại. Công việc trong những ngày đầu tuần không nhiều, càng về cuối tuần, lượng công việc gia tăng, kèm theo đó là áp lực tinh thần. Tuổi Canh Tý có thông minh lanh lợi đến đâu đi nữa, nhưng nếu làm việc độc lập, tách rời tập thể, không được tập thể ủng hộ thì cũng khó mà thành công được. Giai đoạn này, bản mệnh nên dành nhiều thời gian để thiết lập, xây dựng các mối quan hệ xã giao hữu hảo. Khi các mối quan hệ hài hòa, bản mệnh không phải mất nhiều công sức giải quyết chuyện không đâu, nên nhớ rằng đã đến cơ quan nên tập trung làm việc, không có thời gian để tranh đấu cho những chuyện lặt vặt. Có như vậy, bạn mới toàn tâm toàn ý làm việc và đạt hiệu quả cao. Tình hình tài chính khá ổn, không có biến động quá lớn. Người làm công ăn lương, vẫn mức thu nhập đó, có thêm chút hoa hồng, hoặc thưởng, nhưng không đáng kể, có thể tìm thêm nghề tay trái để tăng thu nhập. Người kinh doanh, buôn bán, có một tuần khá nhàn nhã, các đơn hàng về đều đều, cứ thong dong làm, không đi đâu mà vội, càng nóng vội càng dễ hỏng chuyện. Lưu ý, sức ảnh hưởng của tiểu hao hung tinh không hề nhỏ, có tiền cần giữ cẩn thận, không nên đầu tư vào các hạng mục mạo hiểm, kẻo tiền một đi không trở lại. Vận trình tình cảm của người tuổi Canh Tý trong tuần này có thăng, có trầm, có những lúc tình yêu thăng hoa nhưng cũng có khi trầm lắng, rất cần những lời chia sẻ, cử chỉ âu yếm dành cho nhau. Hôn nhân không phải là nấm mồ của tình yêu khi cả hai biết trân trọng và chủ động tạo ra những khoảnh khắc lãng mạn. Cuối tuần là thời điểm lý tưởng để hai bạn dành thời gian bên nhau, có thể chia sẻ việc nhà, cùng nhau ra ngoài ăn tối, đi dã ngoại. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Mùi, Dậu, tiểu nhân, Thân, Hợi, màu sắc may mắn, tím, trắng, con số phát tài, 88, 23, 04. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, Lão Tử nói họa mạc đại ư bất chi túc, cửu mạc đại ư dục đắc, không có cái họa nào lớn bằng không biết đủ, không có hại nào lớn bằng lòng tham muốn có được. Lòng tham, dục vọng của con người, như chiếc túi không có đáy, không biết đâu là giới hạn. Mà như vậy, thì có bao giờ được thỏa mãn, không thỏa mãn thì sao gọi là vui được, nên gọi là vui trong cái khổ mà thôi. Đức Khổng Tử từng dạy, người quân tử có ba việc phòng ngừa, lúc nhỏ khí huyết chưa sung túc, phải giữ gìn sắc dục, khi đã trưởng thành, khí huyết thịnh vượng, phải phòng ngừa tính ham tranh đấu, khi về già khí huyết, suy nhược, cần tránh tính tự đắc, tham lam. Có câu thơ, gửi thân phù du ở trong trời đất, cho thấy đời người ngắn ngủi, chúng ta cần phải quý trọng sinh mệnh. Mặc dù chúng ta không cách nào nắm giữ được chiều dài sinh mệnh, nhưng chúng ta có thể điều khiển tâm tính của mình, cố gắng làm cho con đường đi của bản thân rộng mở hơn. Có câu nói rằng, cuộc đời vốn không khổ, khổ ở dục vọng, lòng người vốn không mệt, mệt ở tranh đua, luôn mang tâm tình tốt, không ôm quá nhiều dục vọng, viển vông, luôn trân quý từng giây phút của hiện tại, không tranh đua với đời là cách sống trí huệ nhất. Một đó hoa héo tàn, không làm mất cả mùa xuân, mặc dù gặp phải thất bại, cũng không được bỏ phế cả cuộc sống. Con người sống cả đời đều là quá trình từ non nớt đến chín chắn. Từ ngây thơ đến biết nhìn sâu xa, cả sinh mệnh chính là một sự tu hành, kiểm soát tốt tâm tình, trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân. Luôn trân trọng từng phút giây đáng giá trong cuộc sống, tâm tình không phải toàn bộ cuộc sống, lại có thể chi phối toàn bộ cuộc sống. Tâm tình tốt, việc gì cũng tốt, tâm tình không tốt, hết thảy đều rối loạn. Chúng ta thường không phải thất bại bởi người khác, mà là tâm tình không tốt, làm hạ thấp hình tượng và năng lực của mình.
cứ luôn so đo chính bản thân mình với người khác, nhọc thân tranh đua với đời, với người, làm nhiễu loạn suy nghĩ của mình, do đó thua là bởi chính mình. Kiểm soát tốt tâm tình, cuộc sống mới có thể luôn tốt lành, tâm thái tốt, nhào nặn nên tâm tình tốt tạo nên phiên bản xuất sắc nhất của con người bạn. Bị ngã rồi đừng khóc, lại đứng lên, cười một cái, vỗ vỗ bụi bặm, lại tiếp tục chạy, nhìn thẳng vào từng thất bại, thích ứng với từng bấp bênh trong cuộc sống, rút ra bài học sau mỗi lần thất bại, lợi dụng những hoàn cảnh khó khăn để trở nên lớn mạnh. Cố gắng cho mình một tâm tình tốt đẹp nhất, cân bằng hơi thở của mình, không nóng lòng đạt được thành công, dù có ngã lần nữa, đau hơn nữa, cũng có thể khiến ngày mai trở nên tốt đẹp hơn. Kỳ thực, mỗi người đều có số phận riêng của bản thân mình, hãy cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân, chỉ khi thực sự nỗ lực mới có thể gặt hái được trái ngọt. Phó suất càng nhiều thì sẽ đạt được càng nhiều, đôi khi bạn thấy ngưỡng mộ những người xung quanh, nhưng để đạt được những thành quả đó thì phía sau họ là cả một câu chuyện về sự cố gắng, kiên trì và nỗ lực. Không nhập tâm, tranh đấu, hơn thua, hãy mở lòng và vui với niềm vui của người khác, bạn sẽ thấy tâm mình rộng lớn hơn, vui vẻ và hạnh phúc hơn. Cuộc đời vốn không khổ, khổ ở dục vọng, lòng người vốn không mệt, mệt ở tranh đua. Đạo đức tình có câu, thịnh ái tất đại phí, đa tàng tất hậu phong, quá chấp ắt thống khổ, tham lam ắt diệt vong. Quá chấp trước vào một sự việc gì đó, cuối cùng sẽ phải trả giá đắt. Nỗi thống khổ của con người đều bắt nguồn từ lòng tham, đừng để những chuyện phiền nhiễu bên ngoài xâm chiếm cái tâm mình. Đừng vì lòng tham mà ngăn trở con đường của người khác, đường là để mọi người cùng đi, đi càng nhiều mới có thể càng khiến con đường dưới chân bình phẳng. Đừng vì dục vọng mà tranh giành những thứ mình không nên đắc, bởi lẽ đức không xứng vị thường sẽ mang đến tai ương. Sướng khổ trong đời người đều bắt nguồn từ cái tâm của chúng ta. Nếu muốn sống vui vẻ, trước tiên đừng khởi lòng tham, đừng động vọng niệm, mà muốn như vậy thì cần phải thông tỏ. Con người sống trên đời, điều khó nhất chính là hai chữ thông tỏ, khi đã nghĩ thông tự nhiên sẽ mỉm cười, khi nhìn tỏ mới có thể buông tay. Những chuyện phiền não trên cõi hồng trần thế gian rất nhiều, nếu không đối đãi bằng tâm bình thường, coi nhẹ, bạn sẽ luôn cảm thấy những phiền não này dính mắc trong tâm. Những người thực sự có tầm nhìn lớn, thường biết rõ mình muốn gì, họ sẽ tiến thẳng tới mục tiêu mà tâm không bị quấy nhiễu bởi lòng tham và dục vọng. Những người như vậy lại càng không bận lòng vì người xấu, chuyện dở, không vì được mất trong quá khứ mà lãng phí thời gian vào những chuyện vụn vặt. Làm người quý ở cảnh giới, không tham lam, không phiền lụy, có thể giải thoát khỏi những áp lực và phiền muộn. Nhờ vậy, con người mới có thể tập trung tinh thần làm những việc thực sự hữu ích. Sống yêu thương, chân thành, không tính toán, không vụ lợi, sẵn sàng chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn, rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười với tôi, với bạn và với tất cả mọi người. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 6 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Canh Tý, sinh năm 1960. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.